Rồi bây giờ đến cái bệnh Parkinson thì tôi nói mọi người ấy, cái bệnh Parkinson ấy, thì mình ở đây mình ít gặp lắm, nhưng mà hôm nào tôi cũng sẽ làm cái hội thảo nói về cái bệnh Parkinson. Và hướng dẫn cho những cái người mà bị bệnh Parkinson. Hy vọng là một phần nào giải quyết được chuyện này. Vì mọi người biết đó, ở cái tuổi rồi đó, mà bị Parkinson buồn lắm. Nhưng bây giờ đó, là vừa rồi đó, là bên Mỹ đó, thì nó làm cách nào? Nó đặt cái máy ở đây gì? Và nó đặt máy ở đâu? Đúng ngay cái hạt giao cảm ở cái chỗ ngực này. Và nó có một cái remote đàng hoàng. Khi nào cái người bệnh đó, mà rung tay, rung chân, rung đầu chẳng hạn, thì nó mở cái volume lên, cái máy lên, thì máy nó kích hoạt chút xíu là tay chân hết rung liền. Mà nó thấy cho nó đặt cái hạt giao cảm, và nó cho một cái dẫn truyền đi lên cái hạt giao cảm ở đâu, ở cái ngay cái động cái cương đồng chủng này, và dẫn truyền lên tiểu não. Và cứ 2 năm á, là phải thay pin một lần đó. Và người mà khi mà bị cái đó rồi thì lúc nào cái ngực cũng có một cục pin này, nó để nó đặt cái máy luôn đó. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì tôi chỉ khuyên mọi người dùng có một cái duy nhất thôi. Cũng như tôi đã nói rồi, ban đêm thì ta chườm nóng dùng ngang. Đúng rồi, ban ngày thì ta dùng cái lạnh. Thì để đâu? Để ngay tiểu não này, để này, thấy chưa? Và ta nằm xuống, ta coi như cái cục đá lạnh, nó cái gối cho nó trực tiếp ở đây. Thì một ngày ta làm vài ba lần, và chỉ duy nhất làm cái đó thôi. Ban đêm vẫn chườm nóng, rồi ban ngày thì chườm lạnh. Nhưng mà đặc biệt là gì biết không? Nếu như người nhà mà chịu khó học cái phương pháp mà bấm huyệt thập chỉ liên tâm của mình thì tuyệt vời, cái người bệnh cải thiện tốt lắm quý vị. Một lần tôi dạy ở bên Bắc Séc đó, thì sau một năm trở lại có một cái trường hợp đó, mà bị Parkinson đó, mà lúc đầu là đi đứng không nổi, mà nói chung là bi quan lắm. Nhưng mà sau một năm tôi vào lại thì cái ông chồng á, ông tốt rõ rệt vậy đó. Nhưng mà cái đó là nhờ công của người vợ. Người vợ phải chăm sóc mới được. Cũng như cái trường hợp với ông Tây này đó, thiệt ra là phải có người vợ hay là một cái người bạn đời nào mà thân thiết lắm mới giúp được ông. Còn thường mà nhào vô giúp đó, thì thôi nói ông làm gì chút với anh ơi, chừng là chết anh để của lại cho em, chứ còn em mà cứ phải làm cái điện này đúng là cực cho em lắm. Đây đó. Đó. Thì như vậy á, là đối với cái này á, thì em kích hoạt bằng cách là ngủ bội tâm tinh. Thứ nhất. Thứ hai là em chườm nóng vùng gan hàng đêm, dặn cách làm. Cái thứ ba là ban ngày thì chườm nóng cái vùng thận. Thì thường cái chườm nóng vùng thận ấy, là 6 đến 7 giờ thôi. Còn chườm nóng vùng gan ấy, là 9 giờ cho đến 11 giờ. Ban ngày là chườm thận. Không, chườm nóng luôn em, mà chườm thận. Nhưng mà em chườm cái giờ là 6 giờ. Tốt nhất là từ 5 giờ tới 7 giờ để cho bệnh thận. Còn ban đêm thì 9 giờ tới 11 giờ chườm nghe, được chưa? Rồi khi mà chườm nóng xong rồi thì nhớ một điều này là chườm ở 2 động mạch cảnh, chườm nóng nha, 2 động mạch cảnh luôn, mà chườm riêng biệt nha. Tức là ban ngày mà rảnh, ban buổi trưa rồi đó thì chườm nóng 2 cái động mạch cảnh để làm gì? Để cho máu nó ấm, nó đưa lên, nuôi được nó trên cái hệ thống thần kinh của mình. Tại vì cái bệnh này nó là do cái trực tiếp cái thằng chỉ huy trung ương này nó bị trục trặc này, bây giờ mình chườm đây để nó lên đây, mục đích là khi nó nóng lên nó giãn mao mạch, nó tái cấu trúc lại cái bộ não. Biết đâu là 3 tháng mà liên tục như vậy mà tốt vậy thì thường sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Chỉ cần dừng lại là ok rồi. Đấy, và thầy cũng được khung đây. Nhưng mà mỗi ngày đều phải bấm thập chỉ liên tâm nha em, để kích thích hệ thống được cho nó làm. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm